Nữ sinh được bạn trai cầu hôn sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dân mạng dấy lên tranh cãi. Trước sự chứng kiến của các thí sinh, đội tình nguyện viên và phụ huynh, chàng trai đã quỳ xuống, dâng nhẫn cầu hôn nữ sinh. Sự việc này một lần nữa gây ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 vừa chính thức khép lại. Sau kỳ thi này, nhiều sĩ tử đã nhận được những niềm vui bất ngờ từ gia đình, bạn bè. Có bạn được gia đình mang băng rôn hay những bó hoa tươi thắm đến tận cổng trường cổ vũ, có bạn được người yêu đưa đón suốt các buổi thi. Mới đây, cư dân mạng còn đang truyền tay nhau hình ảnh nữ sinh được cầu hôn sau khi hoàn thành kỳ thi quan trọng này. Cùng với hai hình ảnh này, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung đi kèm như sau. Sau khi kết thúc bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, trong niềm hạnh phúc vì đã trải qua kỳ thi, em gái hớn hở chạy vào vòng tay của người yêu. Bất ngờ hơn khi em được bạn trai cầu hôn trước sự chứng kiến của bạn bè đồng trang lứa. Đúng là hạnh phúc nhân đôi, vừa trải qua kỳ thi đầy áp lực thì em lại gặp được đúng người. Thôi thì chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi và đỗ thành công đại học Trăm Mâm. Qua hình ảnh có thể thấy, người bạn trai ăn mặc chỉnh tề, sau đó quỳ gối và dâng lên trước mặt nữ sinh chiếc nhẫn cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều người gồm các thí sinh, đội tình nguyện viên, phụ huynh. Nữ sinh dù có chút bất ngờ nhưng cũng tỏ ra rất hạnh phúc vì được bạn trai cầu hôn. Sự việc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện này một lần nữa nổ ra. Theo đó, một bộ phận dân mạng chúc phúc cho đôi trẻ và họ cho rằng nữ sinh tốt nghiệp cấp 3 là đã đủ 18 tuổi, đủ tuổi kết hôn. Do đó, việc đôi bạn trẻ yêu nhau, cầu hôn là chuyện bình thường. Trong tương lai, không chừng họ sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng còn lại tỏ ra ngán ngẩm với hành động này của cặp đôi. Bởi lẽ, cả hai có tuổi đời còn quá trẻ, họ có thể yêu nhau nhưng chuyện cầu hôn nhẽ ra phải được cân nhắc và quyết định khi đã chín chắn. Theo bộ phận ý kiến này, khi trao và nhận chiếc nhẫn cầu hôn, đồng nghĩa với việc cặp đôi cần có trách nhiệm với quyết định của mình, chứ không thể thích thì trao, thích thì nhận. Ngoài ra, việc cầu hôn ngay sau kỳ thi trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, phụ huynh ngay trước cổng trường cũng được cho là không phù hợp. Đúng là những tấm chiếu mới, các em cứ phô trương thế này làm gì cho khổ mình ra. Đang tuổi ăn tuổi lớn, lo học hành làm việc đi rồi kết hôn cũng chưa muộn. Hai bạn quyết định thế này có vội vàng quá không? Một số dân mạng để lại bình luận.